Phan Như Thảo chạm mặt vợ cũ đại gia Đức An ngay tại tòa, phản hồi tin ít dòng kiện để đòi tiền. Mới đây, sư mẫu Ngọc Thúy đã trở về nước, tham gia buổi xét xử vụ kiện với chồng cũ là đại gia Đức An. Phan Như Thảo cũng có mặt tại tòa. Mới đây nhất, mở phiên xử vụ tranh chấp tài sản hậu ly hôn giữa đại gia Đức An với vợ cũ là sư mẫu Ngọc Thúy sau hơn 12 năm thụ lý. Theo đơn kiện, Ông xã Phan Như Thảo yêu cầu vợ cũ giao lại hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự với tổng giá trị ước tính khoảng 288 tỷ đồng. Đáng chú ý Ngọc Thúy có mặt để tham gia phiên tòa lần này. Cô nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. Nữ sư mẫu cho biết mình phải sắp xếp công việc tại Mỹ để trở về Việt Nam. Riêng về phía đại gia đất An, anh vắng mặt vì lý do con gái bị ốm nam doanh nhân ủy quyền cho luật sư đại diện có mặt cùng vợ là Phan Như Thảo. Cô hỗ trợ chồng mang một số giấy tờ lên cho luật sư và ngồi tham dự phiên tòa. Mang chạm mặt trực tiếp giữa Phan Như Thảo và Ngọc Thúy tại phiên tòa đều thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hơn 12 năm qua, mối quan hệ giữa hai cựu người mẫu liên tục căng thẳng, nhiều lần công khai khẩu chiến trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo vừa có chia sẻ về phiên tòa xét xử hôm nay, cô cho biết. Sáng nay Thảo có dịp đi vào tòa án. Lần đầu tiên trong đời, Thảo ngồi nghe một vụ xét xử và chợt nhận ra rất nhiều người đang nghĩ Thảo, giật dây và ép anh An đi kiện lấy tiền đem về cho Thảo. Lý do tại sao lâu nay mình bị chửi quá chừng chửi. Nhiều khi cứ tự hỏi, ủa tại sao mọi người chửi mình dữ vậy ta? Theo lời Phan Như Thảo, mục đích của chồng cô đi kiên quyết theo vụ kiện kéo dài gần 13 năm nay là để bảo vệ quyền lợi cho hai con gái lớn, con chung với sư mẫu Ngọc Thúy. Anh An không hề thỏa thuận, mà là anh An yêu cầu. Yêu cầu tất cả tài sản của anh An phải được trả lại cho hai con gái lớn của anh, trả lại tất cả cho hai bé, kể cả những tài sản đã bị tẩu tán và các tài khoản hiện đang còn lại. Thảo không có quyền lợi, không được hay nhận lấy bất cứ gì vụ kiện đã kéo dài 13 năm nay. 13 năm kéo dài để rại rất nhiều tài sản cho hai con đã bị tẩu tá mất. Anh An chỉ đang cố gắng giữ lại cho hai bé những gì mà anh ấy dành cho hai con. Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho hai con gái chung tại Mỹ ngay lập tức. Anh An mà thua thì hai bé gái sẽ không có bất cứ tài sản riêng nào cả. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng, nhất là các bé nhỏ, cựu người mẫu chia sẻ. Nói thêm về vụ việc, năm 2006, người mẫu Ngọc Thúy kết hôn với đại gia Đức An, sang Mỹ định cư và sinh hai con gái. Đến năm 2008, cả hai ly hôn tại Mỹ. Năm 2010, Đức An khởi kiện, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam gồm cổ phiếu xe hơi hàng chục căn hộ theo lời chồng phan như thảo số tài sản trên được mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với ngọc thúy tuy nhiên ngọc thúy không chịu trả các tài sản liên quan cô cho rằng tài sản tranh chấp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên đề nghị tòa xét xử theo quy định của pháp luật bên cạnh đó mối quan hệ căng thẳng giữa hai người vợ của đại gia đức an cũng là đề tài khiến dư luận bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Ngọc Thúy nhiều lần có phát ngôn đá xoáy, tổ ấm mới của chồng cũ. Phan Như Thảo cũng không phải dạng vừa, khi sẵn sàng lên tiếng đáp trả. Thậm chí cô từng tố Ngọc Thúy có ý định bắt cóc, hãm hại con gái mình là bé Bồ câu. Có thể thấy dù đài gia Đức An và vợ cũ Ngọc Thúy đã chấm dứt tình cảm nhiều năm, cả hai đều đã có gia đình mới thế nhưng mâu thuẫn tranh chấp tài sản hậu ly hôn đến nay vẫn chưa có hồi kết hiện tại diễn biến của vụ việc đang được công chúng đặc biệt quan tâm